Chào các bạn, hôm nay thì Cúc Béo sẽ giới thiệu với các bạn một món kho ngon từ thịt heo nữa, đó là thịt kho măng. Món ăn này thì nó có hương vị dân dã, đặc biệt là sẽ không có cảm giác bị ngán nhờ kết hợp kho thịt với măng tươi. Bây giờ thì chúng ta cùng vào bếp luôn nhé. Nguyên liệu để làm thịt kho măng ngày hôm nay Cúc Béo nấu cho 3 người ăn thì sẽ gồm có 500g thịt heo, 400g măng củ, hành khô, tỏi, ớt, hành lá cùng với các gia vị thông thường khác. Đặc biệt để cho món thịt kho của chúng ta nó bật lên cái màu nâu đỏ rám bóng thì mình có sử dụng nước màu. Và cái nước màu này thì mình cũng đã có một video chia sẻ chi tiết về cách làm rồi. Mình sẽ để link ở dưới phần mô tả cho các bạn tham khảo nhé. Đầu tiên thì mình sẽ sơ chế thịt. Thịt heo thì mình sát muối hạt bóc kỹ, sau đó rửa sạch để ráo nước và sẽ cắt thành từng miếng vừa ăn. Bạn có thể cắt miếng vuông hoặc là con chì có độ dài tầm khoảng 1,5-2cm là hợp lý cho món kho nhé. Và để làm thịt kho măng thì bạn có thể chọn các cái phần thịt như là thịt ba chỉ hay là còn gọi là ba dọi đấy ạ, nạc vai hoặc là đầu rồng. Đây là những cái phần thịt mà có cả nạc lẫn mỡ thì khi kho nó sẽ mềm ngọt và không bị khô. Thịt sau khi cắt miếng thì mình sẽ cho vào bát và ướp cùng với một thìa canh nước mắm, nửa thìa cà phê bột ngọt, nửa thìa cà phê bột nêm, nửa thìa cà phê hạt tiêu xay và một thìa canh nước màu đường để tạo cái màu sắc đẹp mắt cho món thịt kho. Và mình sẽ trộn đều để thịt thấm gia vị trong khoảng 20-30 phút ạ. Trong lúc đợi thịt thấm gia vị thì mình sẽ đi sơ chế măng. Măng mình gọt bỏ cái phần gốc già, sau đó cắt thành từng khúc dài một ngón tay. Cái độ dày thì mình cắt tương tự với thịt nhé. Để làm thịt kho măng thì các bạn có thể dùng măng củ, măng trúc hoặc măng lá. Tuy nhiên thường thì phần lớn người ta sẽ sử dụng măng củ nhiều hơn, bởi vì măng củ thì nó sẽ có cái độ giòn và nó không bị mềm khi kho lâu giống như là măng lá. Và ngoài măng tươi thì các bạn cũng có thể làm thịt kho măng khô, ăn cũng rất bùi ngậy và hấp dẫn đấy ạ. Sau đó thì mình sẽ cho vào nồi, đổ nước ngập măng và mang đi luộc. Lúc luộc măng thì các bạn cho thêm một thìa muối hạt và nhớ không đậy nắp nồi để cho các cái độc tố có trong măng hay là những cái chất mà bảo quản ngâm măng ấy nó được bay hơi đi. Sau khi luộc măng sôi 5 phút thì mình sẽ vớt măng ra, rửa lại và thay nước mới để luộc lần 2. Thường thì khi sơ chế măng thì mình luộc măng 2-3 lần đến khi mà thấy cái nước luộc trong là được. Măng sau khi luộc kỹ thì mình sẽ rửa sạch lại và để cho ráo nước ạ. Hành tỏi thì mình sẽ bóc vỏ và băm nhỏ, lát nữa mình xào lên cùng thịt và măng cho thơm. Sau khi băm nhỏ thì mình sẽ cho một ít hành tỏi băm vào ướp cùng với thịt cho thơm ạ. Hành lá thì mình nhặt rửa sạch, cái phần đầu hành mình sẽ cắt khúc dài khoảng tầm 2-3cm, cái phần thân hành thì mình sẽ sắt nhỏ hơn ạ. Ớt cay mình rửa sạch và sắt lát chéo nhỏ. Nếu như không ăn được cay thì các bạn bỏ qua nhé. Và như vậy là nguyên liệu cho món ăn ngày hôm nay thì mình đã sơ chế xong rồi ạ. Bây giờ thì mình sẽ cho 2 thìa canh dầu ăn vào nồi. Làm nóng dầu thì mình sẽ phi thơm vàng hành tỏi băm còn lại. Sau đó thì sẽ cho thịt vào xào. Bạn nên đảo thịt ở lửa lớn một chút, cho thịt nó săn lại và xém cạnh. Rám vàng lên thì thịt kho nó sẽ không bị bở nát mà sẽ rất là bùi thơm đấy ạ. Khi thịt đã chín và săn lại rồi thì mình sẽ cho măng vào để nấu cùng. Mình đảo thịt và măng tầm 20-30 giây cho các nguyên liệu nó thấm dầu và quyện vào nhau. Sau đó thì mình cho 100ml nước sôi, hoặc là các bạn có thể cho hơn tùy vào cái nhu cầu dùng nước kho thịt của các bạn nhé. Ở bước này thì ngoài nước sôi thì nếu mà thích ăn ngọt thì các bạn có thể dùng nước dừa tươi cho vào để kho cùng thịt thì sẽ cho ra cái vị ngọt dịu dưới cùng với cơm, ăn cũng rất ngon đấy ạ. Khi nước sôi thì mình sẽ nêm gia vị vừa ăn, gồm có bột nêm, bột canh, bột ngọt và một chút nước mắm. Liều lượng gia vị thì các bạn điều chỉnh sao cho phù hợp với khẩu vị nhé. Sau đó mình sẽ hạ bớt nhiệt độ xuống, đậy nắp nồi, kho liu riu tầm 30 phút cho thịt và măng thấm đẫm gia vị và có độ mềm. Sau khoảng 30 phút, lúc này thì thịt nó đã mềm rồi, bạn sẽ cho hành lá, ớt vào, đảo đều, rắc thêm một chút tiêu xay, đảo nhanh tầm 5-6 giây và tắt bếp, múc thịt kho ra bát và ăn lúc nóng.
Thịt kho măng thì nó rất mềm, hương vị đậm đà, măng giòn ngon rất đưa miệng. Cái vị giòn ngon hơi ngai ngái của măng nó thấm đẫm quyện vào thịt nên khi ăn các bạn sẽ cảm thấy món thịt kho này không hề gây ngán. Chính vì thế bạn có thể chế biến để cả gia đình cùng thưởng thức và thay đổi xen kẽ giữa các món thịt kho quen thuộc như là thịt kho tàu này, thịt kho củ cải hay thịt kho đậu phụ nhé. Hy vọng rằng với những gì mà Cúc Béo đã chia sẻ thì các bạn sẽ nấu thật ngon món thịt kho này nhé. Và nếu thấy video này hữu ích hãy nhấn like cho mình biết. Còn nếu bạn là người thường xuyên nấu ăn thì hãy nhấn đăng ký để chúng ta lại được gặp nhau trong những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại.